Tôi sẽ chia sẻ cho anh chị em với cái chủ đề là nhiệm vụ Chúa giao cho bạn là cái gì. Trong cuộc đời của chúng ta sống mấy chục năm ở trên đất thì chúng ta có rất nhiều nhiệm vụ để làm. Khi chúng ta đi học còn bé thì nhiệm vụ của chúng ta là đi học. Đấy là nhiệm vụ chính. Còn khi chúng ta ở nhà thì chúng ta có nhiệm vụ giúp đỡ bố mẹ để làm những công việc nhà. Đấy, chúng ta có việc chính và việc phụ. Cái việc chính khi ở tuổi nhỏ là đi học và việc phụ là giúp đỡ công việc nhà hoặc là giúp em dạy em học bài. Rồi khi chúng ta lớn lên một chút thì cái việc học nó không còn phải là việc chính nữa rồi, mà kiếm tiền lại là việc chính. Chúng ta khi mình còn nhỏ mình dành 8 tiếng để kiếm để học tập, nhưng khi chúng ta trưởng thành rồi thì mình không dành 8 tiếng để học tập nữa, mà mình dành 8 tiếng để đi kiếm tiền, và việc học tập nó sẽ trở thành cái vẫn có nhưng nó không phải là cái ưu tiên hàng đầu trong đời sống của chúng ta. Rồi khi chúng ta có gia đình, có con ấy, thì có khi cái việc chính yếu của chúng ta nó lại không phải là những cái trách nhiệm như là đi kiếm tiền nữa, mà lúc đấy ví dụ như là người vợ thì sẽ là cái sự ưu tiên hàng đầu, sẽ là chăm sóc cho cái đứa con nhỏ của mình. Cho nên người vợ có thể là nghỉ cả công việc để dành thời gian chăm sóc con và dạy dỗ con. Cho nên mỗi một cái giai đoạn trong cuộc sống của chúng ta có những cái nhiệm vụ khác nhau và cái thứ tự ưu tiên khác nhau ở trong từng cái giai đoạn của cuộc sống. Và tất cả những cái việc đó chúng ta cần biết sắp xếp lại làm cho nó thật là phù hợp để mình hoàn thành được cái mục tiêu lớn trong cuộc đời. Thì bên cạnh những cái trách nhiệm của mỗi cá nhân trong tư cách của một con người sống ở trên đất này, là một học sinh thì phải đi học này, là một người trưởng thành phải đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình, nuôi và đóng góp cho xã hội này. Đó. Ngoài những cái trách nhiệm của những con người thì còn có những cái nhiệm vụ mà Chúa giao cho từng người chúng ta là cái gì. Những cái Chúa giao đấy là những cái mà có thể nó sẽ là những cái nhiệm vụ chính trong cuộc đời của chúng ta đấy, mà chúng ta cần phải khám phá. Bây giờ chúng ta nhìn vào một cái tấm gương đầu tiên là tấm gương của David và Solomon. Khi David có một cái ý định muốn xây một cái đền thờ cho Chúa, vì lòng của ông rất là sốt sắng, David được gọi là người theo lòng của Đức Chúa Trời. Ông ở trong một cái cung điện rất là đẹp đẽ, nhưng đền thờ của Đức Giê-hô-va thì chưa có, vẫn di chuyển đây đó, nên lòng của ông có một cái sự kiêu mang. Ông nói là tôi muốn xây một cái nơi để cho Chúa ngự trị, và cái nơi đó phải thật là đẹp đẽ, nguy nga, tráng lệ, theo như sự cái mô phỏng ở tại đền tạm đó. Và khi ông có ý định đó và trong lòng ông đã quyết định là để xây, thì Chúa đến với ông và Chúa nói với ông ở trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 17 câu 11 đến 12. Lời Chúa nói như này: xảy khi các ngày ngươi đã mãn và ngươi phải về cùng tổ phụ ngươi, ắt ta sẽ lập dòng dõi ngươi lên là con trai ngươi, đặng kế vị ngươi, ta sẽ làm cho nước người vững chắc, người ấy sẽ cất cho ta một cái đền và ta sẽ làm cho ngôi nước người vững bền đến đời đời. Chúa nói với David rằng là ngươi có ý tốt, nhưng ta lại không chọn ngươi cho việc này, và ta lại chọn con trai của ngươi để làm công việc này. Thì David khi mà nghe thấy cái sự bày tỏ của Chúa như vậy á, thì ông biết việc ông phải làm. Trong Sử Ký thứ nhất đoạn 22 câu số 5 á, thì David nói rằng Solomon con trai của ta hãy còn thơ ấu và non nớt, mà cái đền sẽ cất cho Đức Giê-hô-va phải rất nguy nga, có danh tiếng rực rỡ trong các nước, vì vậy ta sẽ dự bị đồ cần dùng cho nó. Thế thì David dự bị rất nhiều đồ trước khi người qua đời. Anh chị em thấy ở đây lịch sử ghi lại đó là khi David không được chọn lựa để xây đền thì Chúa lại giao cho David một cái nhiệm vụ khác, đó là chuẩn bị cho công tác xây đền thờ của Solomon.
Cái việc xây đền thờ cho Chúa không phải là một việc nhỏ, đấy là một cái việc rất lớn và việc đáng rất là được cao trọng. Vì xây một cái đền thờ đầu tiên trong lịch sử của Israel cho sự hiện diện của Chúa. Vì trước cái thời kỳ của David thì không có đền thờ. Sự hiện diện của Đức Giê-hô-va chỉ ở trong đền tạm thôi. Từ lúc ra khỏi Ai Cập cho tới thời kỳ của David, sự hiện diện của Chúa chỉ duy trì ở trong đền tạm, không có một cái nơi cố định, ở một địa điểm nào cố định. Và David kêu mang cho điều này anh chị em, và Chúa nói rằng là ngươi không được chọn lựa cho việc này, nhưng ngươi được chọn lựa cho việc chuẩn bị đền thờ. Thế thì bây giờ chúng ta hãy so sánh giữa hai việc này. Nếu như mình được chọn lựa như David thì mình sẽ chọn lựa là xây đền thờ, chứ mình không chọn lựa là người chuẩn bị những đồ để cho người khác xây. Bởi vì hai cái việc này vinh quang nó sẽ khác nhau. Cái vinh quang của người xây đền thờ nó khác so với vinh quang của người chỉ chuẩn bị dự bị thôi. Nhưng ai là người quyết định? Ai là người quyết định rằng mình sẽ được chọn lựa làm người xây đền thờ hay là người chuẩn bị những đồ, những thiết bị để xây đền thờ đây? Không phải chúng ta mà là Chúa. Thưa anh chị em, cuộc đời của chúng ta trước khi sinh ra, Chúa đã có chương trình, đã có kế hoạch. Và Ngài đã có từng phân khúc của cuộc đời chúng ta đều có cái nhiệm vụ khác nhau. Có bao giờ chúng ta suy nghĩ là mình muốn làm cái người này, mình muốn làm người kia, trong khi đó này Chúa lại chọn mình làm người lót đường giống như David không? Và mình nói rằng tôi không muốn làm người lót đường để cho người khác đi. Vì mình cho rằng làm người lót đường á thì cái vinh quang nó ít quá. Không ai nghĩ tới mình, người ta nghĩ tới cái người người xây đền thờ chứ người ta không nghĩ tới cái người lót đường đâu. Chúng ta đến một căn nhà, một cái công trình rất đẹp đẽ, tráng lệ. Có ai hỏi là cái người thợ xây tên là gì không? Người ta chỉ hỏi chủ nhà tên là gì, ai là chủ của căn nhà này, chứ người ta có hỏi ông thợ xây tên là gì và bao nhiêu ông thợ xây không? Thường cái người lót đường sẽ là người mà rất là im lặng, ít người biết tới. Nhưng mà nếu không có người lót đường á thì sẽ không có cái đền thờ được xây dựng lên. Nên trong Chúa đó thì cái lớn lao ấy, cái vĩ đại ấy, nó không nằm ở chỗ là chúng ta làm công việc gì, mà cái vĩ đại, cái lớn lao ở trong Chúa nó nằm ở là bạn có hoàn thành cái nhiệm vụ Chúa giao hay không. Nếu như Chúa giao cho bạn là người lót đường mà bạn làm tốt cái nhiệm vụ đó thì bạn là người vĩ đại. Cái sự vĩ đại và lớn lao nó không nằm ở cái công việc đó là công việc gì, mà nó nằm ở cái sự trung tín ở trong cái công việc mà Chúa giao cho. Cho nên trong Chúa không có cái việc là tranh cạnh rồi tranh đua, hội thánh này thế này, hội thánh kia thế kia, hội thánh anh lớn, hội thánh tôi nhỏ, hội thánh tôi lớn, hội thánh anh nhỏ, hội thánh tôi nghèo, hội thánh anh giàu, hội thánh tôi giàu, hội thánh anh nghèo, rồi cạnh tranh. Bởi vì mỗi một người có một nhiệm vụ khác nhau, mỗi một hội thánh có một nhiệm vụ khác nhau trước Chúa, và cái vĩ đại của chúng ta nó không nằm, vĩ đại của một hội thánh nó không nằm ở cái số lượng tín đồ của hội thánh đó lớn hay nhỏ. Vĩ đại của một chức vụ nó không nằm ở cái chức vụ đó lớn hay nhỏ, mà cái sự vĩ đại của một hội thánh hay của một chức vụ nó nằm ở sự trung tín. Bạn có trung tín và hoàn thành cái nhiệm vụ mà Chúa giao cho hay không? Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu 8, câu 3 đến câu 8 chúng ta cùng xem.
Corinto thứ nhất đoạn 3 câu số 3 đến câu số 8. Thật bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cãi. Anh em há chẳng phải là tánh xác thịt ăn ở như người thế gian sao? Có người nói ta là môn đồ của Phaolô, kẻ thì rằng ta là của Apollo. Vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? Thế thì Apollo là ai và Phaolô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy y theo Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Chúng ta hãy nhìn vào câu cuối cùng của cái phân đoạn này là câu số 8. Chúng ta được nhận phần thưởng nhờ cái gì? Chúng ta nhận được phần thưởng không phải là vì tôi là một mục sư hay tôi là phục vụ ở một hội thánh lớn thì tôi được nhận phần thưởng nhiều hơn ở một hội thánh nhỏ. Có phải như vậy không thưa anh chị em? Chúng ta nhận phần thưởng không phải bởi vì mình phục vụ ở hội thánh lớn hay hội thánh nhỏ. Chúng ta được phần thưởng bởi vì mình trung tín theo cái công việc mà Chúa giao cho mình. Hội thánh Corinto cũng rơi vào cái bẫy này. Người thì nói tôi theo Apollo, người thì nói tôi theo Phaolô. Thực ra thì hội thánh Corinto có rất nhiều người đến giảng dạy tại đó. Phaolô là mục sư chính của hội thánh, là sứ đồ và người quản lý của hội thánh. Và bên cạnh Phaolô thì cũng có Apollo là người hỗ trợ. Và Apollo cũng là một sứ đồ. Rồi ngoài Apollo còn có những đầy tớ Chúa khác cũng đến chia sẻ giảng dạy cho hội thánh. Thế cái vấn đề của hội thánh Corinto đó là sau một thời gian rồi đấy thì bắt đầu họ mới đậu ông tôi thấy là tôi thấy phù hợp với sự giảng dạy của ông Phaolô, cho nên có lẽ rằng tôi là theo cái kiểu của ông Phaolô và họp nhóm với ông Phaolô phù hợp hơn. Còn người khác thì thấy rằng ô tôi giảng kiểu ông Apollo là rất là lý luận lý lẽ, nên là tôi rất là thích cái kiểu của ông Apollo đó. Tức là họ mới tự họ họ chia phe ra, người này theo Apollo, người kia theo Phaolô. Và Phaolô phải viết thư để nói cho hội thánh Corinto biết rằng là giữa vòng chúng tôi, những đầy tớ thật của Chúa, không có sự cạnh tranh. Vì dù tôi là Phaolô hay người kia là Apollo thì tất cả chúng tôi mỗi người một công một việc, mỗi người một phần để gây dựng hội thánh, xây dựng hội thánh. Chúng tôi làm phần việc của mình, tôi Phaolô hoàn thành công việc của Chúa giao cho tôi và tôi sẽ nhận phần thưởng từ nơi Chúa. Apollo hoàn thành công việc Chúa giao cho Apollo và Apollo nhận phần thưởng từ nơi Chúa. Và không có ai cạnh tranh với ai hết. Và nếu như trong hội thánh hoặc là giữa các hội thánh với nhau, giữa các sứ đồ, giữa các mục sư với nhau mà có sự cạnh tranh không lành mạnh thì xin thưa anh chị em, đấy không phải là đầy tớ thật của Chúa đâu. Tất cả những cái sự cạnh tranh tiêu cực không đến từ nơi Chúa. Đó là tinh thần của ma quỷ, tinh thần của thế gian len lỏi vào hội thánh. Bởi vì Chúa giao cho mỗi người một phần việc khác nhau. Và một thực trạng mà tôi thấy từ nơi các tín đồ đó là hay so sánh ông mục sư này với mục sư kia, so sánh hội thánh này với hội thánh kia, và ông này sức giàu được sức giàu nhiều hơn ông kia, rồi người ta cứ chạy theo hết người này người kia. Rồi có một bạn thanh niên trẻ trong cái lớp học đặt một câu hỏi cho tôi: mục sư ơi, thế bây giờ hội thánh của tôi, mục sư tôi thế này thế kia, thì bây giờ tôi có nên bỏ hội thánh hay không, hay là tôi nên như thế nào? Câu trả lời của tôi là bỏ hay không đấy là việc của bạn, đừng bao giờ hỏi tôi những câu hỏi như thế. Bạn phải tự cầu nguyện với Chúa,
Nếu mà bạn bỏ hội thánh của bạn vì ông mục sư bạn thế này hay hội thánh bạn thế này thế kia thì bạn thế bỏ sẽ bỏ bao nhiêu hội thánh? Hội thánh nào sẽ là hội thánh để đẹp ý bạn đây? Không có hội thánh nào đẹp ý bạn một cách trọn vẹn đâu. Mà trong Chúa là giềng mối, mối thêm giềng mối, tức là chúng ta gắn kết lại với nhau, học mỗi người một chút, học mỗi người một chút. Anh chị em tín đồ học tôi một chút, học người khác một chút, học người khác một chút, một mình tôi cũng không đủ. Nên tôi là mục sư của anh chị em, mà tôi phải nói với anh chị em học được ai cứ học. Chứ không phải chỉ học một mình tôi, học một mình tôi không đủ đâu. Miễn là cái người đó không phải sai lệch về mặt đức tin, chúng ta đều có thể học được. Và trong cuộc đời của chúng ta, anh chị em thấy xem, chúng ta học lớp 1, cấp 1 ấy, chúng ta có bao nhiêu thầy cô giáo? Có thầy cô giáo là dạy được tất cả các môn không? Giáo viên cấp 1 là giáo viên đa tài nhất, dạy nhiều môn nhất, nhưng cũng không thể dạy được tất cả các môn. Rồi lên đến cấp 2, rồi lên đến cấp 3, rồi lên đến đại học, chúng ta thấy có một giáo viên nào dạy được tất cả các môn không? Chúng ta học rất nhiều thầy, học rất nhiều cô, học mỗi người một chút, mỗi người một chút, mỗi người một chút. Đừng bao giờ so sánh rằng ông thầy văn dạy giỏi hơn ông thầy toán. Vì đó là hoàn toàn khập khiễng khi chúng ta so sánh như vậy. Vì mỗi một người có một cái nhiệm vụ khác nhau. Không ai có cái nhiệm vụ giống người người khác hết. Cho nên là tín đồ mà ngồi so sánh mục sư này với mục sư khác, hội thánh này với hội thánh khác, thì xin thưa anh chị em, chúng ta không bao giờ nên làm những cái việc như vậy. Bởi vì chúng ta học mỗi người một ít, mỗi người một ít. Những đầy tớ thật của Chúa là tất cả hợp lại với nhau mới hình thành nên con người của chúng ta. Thế là hội thánh Corinto đã rơi vào trong cái trạng thái đó là so sánh. Nói là, tôi theo Phaolô nhá, tôi theo Apollo nhá, tôi thích kiểu của Phaolô nhá, tôi thích kiểu của Apollo nhá. Ông Phaolô là ông ấy gọi là rất là mạnh mẽ, đuổi quỷ chữa lành nhá. Ông Apollo ông ấy giảng rất là lý luận đầu đến cuối, nghe rất sướng tai. Nhưng mà thưa anh chị em, hội thánh cần Phaolô và hội thánh cần cả Apollo nữa, chứ hội thánh không được nói rằng tôi theo Apollo và tôi theo Phaolô. Không có theo ông này mà loại ông kia. Chúa giao cho mỗi một người một nhiệm vụ khác nhau, một trách nhiệm khác nhau. Chúa giao cho David là người dọn đường để cho Solomon xây đền thờ. David phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Còn Solomon được chọn lựa để xây đền thờ và Solomon phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bây giờ chúng ta thấy cái tấm gương thứ hai ở trong Tân Ước, đó là tấm gương về răng bắp tít. Chúng ta hãy xem trong sách Mác đoạn 1 câu 2 đến câu số 8. Như có chép trong sách Tiên Tri Esai rằng: này là sai sứ ta đến trước mặt người, người sẽ dọn đường cho người. Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: hãy dọn đường Chúa, ban bằng các nẻo Ngài. Răng đã tới. Trong đồng vắng vừa làm vừa giảng, các bắp tem ăn năn cho được tha tội. Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Jerusalem đều đến cùng người, xưng tội mình và chịu người làm các bắp tem dưới sông Giô-đanh. Răng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng ra ngang hông, ăn những châu chấu và mật ong rừng. Người giảng dạy rằng: có đấng quyền phép hơn ta đến sau ta, ta không đáng cúi xuống mở dây giày ngài. Ta làm phép báp têm cho các ngươi bằng nước, nhưng ngài sẽ làm phép báp têm cho ngươi bằng Đức Thánh Linh. Răng báp tít được kêu gọi và chọn lựa cho việc gì? Đó là dọn đường cho đấng cứu thế, đấng Messiah. Và ông chỉ làm một việc như vậy thôi. Một trong những cái cám dỗ của những người bước vào trong chức vụ là như này:
Và tôi nói điều này với cả những người đang là chăn bầy này, đang được gọi là mục sư. Khi Chúa giao cho chúng ta một nhiệm vụ thì những người khác sẽ đến ở dưới tầm ảnh hưởng và dẫn dắt chúng ta. Sau một thời gian á, lúc đầu á, thì chỉ đơn giản là yêu Chúa mà làm thôi, yêu Chúa mà phục vụ thôi. Con rất là yêu Chúa và con muốn được phục vụ Chúa. Sau một thời gian á, thì không còn là yêu Chúa nữa rồi, mà là yêu chức vụ, yêu cái, dùng từ chức vụ thì nó có thể làm cho nhầm lẫn, đó là yêu cái vị trí mình đang có đó. Mục đích của răng là để tôn cao đấng sẽ đến chứ không phải tôn cao mình, để hướng người dân đến với đấng sẽ đến chứ không phải hướng người dân đến với mình. Thì những người bước vào trong chức vụ cũng phải nhớ một điều như này, đó là chúng ta được kêu gọi để hướng về đấng cứu thế, về đấng Christ Jesus, chứ không phải hướng về mình. Cho nên bất cứ khi nào chúng ta làm một công việc gì, lấy cái danh nghĩa là làm cho Chúa mà động cơ sâu thẳm trong lòng là muốn người khác chú ý vào mình thì hãy cẩn thận. Vì không một ai trong chúng ta được kêu gọi để làm việc đó. Giăng Báp Tít không được kêu gọi để làm việc đó. Và Giăng Báp Tít là một người vô cùng vĩ đại, không được kêu gọi để làm việc đó. Và chúng ta cũng không được kêu gọi để làm việc đó. Chúng ta xem trong Giăng đoạn 1 câu 29 đến câu 37 tiếp về câu chuyện của Giăng Báp Tít. Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng: Kia, chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy về đấng đó mà ta đã nói, có một người đến sau ta trội hơn ta vì người vốn trước ta. Về phần ta vốn chẳng biết Ngài, nhưng ta đã đến làm phép báp têm bằng nước để Ngài được tỏ ra giữa cho dân Israel. Giăng lại còn làm chứng này nữa, ta đã thấy Thánh Linh từ trời xuống như chim bồ câu đậu trên mình Ngài. Về phần ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng ấy chính Ngài là con Đức Chúa Trời. Ngày mai Giăng lại ở đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giêsu đi ngang qua, bèn nói rằng: Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời. Câu 37, hai môn đồ nghe lời đó bèn đi theo Đức Chúa Giêsu. Hãy nhìn từ đầu, tôi sẽ phân tích từng câu một cho anh chị em để học hỏi từ chính tấm gương của Giăng Báp-tít. Giăng Báp-tít được kêu gọi để dọn đường cho Đức Chúa Giêsu. Cho nên khi mà Đức Chúa Giêsu đến, ngay lập tức Giăng hướng mọi người về Đức Chúa Giêsu, không để cho mọi người tập trung vào mình nữa. Khi Chúa Giêsu chưa xuất hiện thì đoàn dân nghe Giăng và Giăng giảng đạo cho họ. Nhưng khi Chúa Giêsu hiện đến thì Giăng không còn, Chúa Giêsu đấng Christ xuất hiện thì Giăng không còn là điểm tập trung nữa, mà Giăng lại hướng mọi người đến với Chúa Giêsu và Giăng nói: Kia kìa, đấng kia kìa, đó mới là trong trung tâm điểm của vũ trụ và là trung tâm của sự giảng dạy của ta, và đó là chiên con của Đức Trời đấng cất tội lỗi thế gian đi. Và Giăng nói cho mọi người biết cái trách nhiệm của mình, đó là gì? Là người dọn đường, là người chuẩn bị thôi. Sau khi mà Giăng nói điều này với mọi người, câu 37 nói rằng hai môn đồ của Giăng bèn đi theo Đức Chúa Giêsu. Hãy lấy đây là một bài trắc nghiệm cho một chức vụ. Nếu như bất cứ một mục sư, một hội thánh nào mà bảo chúng ta đi theo họ mà họ không hướng chúng ta đến Đức Chúa Giêsu Christ thì hãy cẩn thận. Càng tiệm tiến đến cái ngày Chúa tái lâm, sẽ càng có nhiều con người mặc lấy linh của Antichrist muốn khống chế chúng ta. Và càng có nhiều hội
mặc lấy danh của hội thánh để khống chế đời sống của các tín đồ mà không dẫn họ đến với Đức Chúa Jesus Christ. Những hội như vậy, những mục sư như vậy, anh chị em cần phải tránh xa. Và rất nhiều, tôi nói với anh chị em đây, không, đây không phải là chỗ để tôi nó đọc tên hội nào với hội nào, nhưng hãy cầu nguyện được thần của Chúa từ trong anh chị em soi sáng để cho anh chị em biết một tôi tớ thật của Chúa sẽ hướng người khác đi theo Đức Chúa Giêsu chứ không giữ người ta cho mình. Răng được chọn lựa làm người chuẩn bị, chúng ta tất cả các đầy tớ Chúa, những người được gọi là đầy tớ Chúa, những người được gọi là mục sư, những người được bước vào chức vụ cũng làm công tác là chuẩn bị cho dân sự, cho chức vụ và chuẩn bị cho ngày Chúa tái lâm, chứ không phải giữ tín đồ ở trong hội thánh của mình. Xin hãy nhớ điều này anh chị em. Công việc chung của những người đầy tớ thật của Chúa là chuẩn bị dân sự để vững vàng trong đức tin, để hiểu biết lẽ thật và chuẩn bị đón ngày Chúa tái lâm, chứ không phải giữ cho người của hội thánh mình đông. Cho nên hãy tránh xa bất cứ một hội nào mà tiêu chí của họ là để làm cho hội của mình đông người mà không hướng cho tín đồ của họ đi theo Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên cái sự kêu gọi của chúng ta đó là tập trung cho nhiệm vụ Chúa giao và hoàn thành nhiệm vụ Chúa giao, chứ không phải xây dựng cho hệ thống mình lớn mạnh. Chúa giao cho chúng ta nhiệm vụ gì? Nếu Chúa giao cho mình nhiệm vụ giống như Giăng Báp-tít, hãy hoàn thành nhiệm vụ đó. Chúa giao cho mình nhiệm vụ như David, chỉ làm công tác chuẩn bị thôi. Hãy hoàn thành cái nhiệm vụ đó. Và hãy nhớ rằng chúng ta được nhận phần thưởng không phải vì mình làm việc gì, mà chúng ta được nhận phần thưởng nhờ trung tín trong việc Chúa giao. Chúng ta được nhận phần thưởng lớn hay nhỏ không nằm ở kích cỡ công việc chúng ta làm, mà ở sự trung tín trong cả công việc nhỏ mà chúng ta làm được. Chúng ta là con người, có những sự yếu đuối. Cái tâm lý của chúng ta, đôi khi mình đến một hội thánh lớn mình cảm thấy an tâm, mình nhóm một hội thánh lớn mình cảm thấy dễ chịu, mình cảm thấy thích thú. Nó không có sai gì khi chúng ta nhóm ở hội thánh lớn hay hội thánh nhỏ. Nó không có sai hay đúng gì khi chúng ta nhóm ở một hội thánh mạnh mẽ hay là hội thánh yếu đuối. Nhưng nó sẽ sai khi chúng ta không ở chỗ mà Chúa bảo chúng ta ở. Nó sẽ sai khi chúng ta không làm việc mà Chúa bảo chúng ta làm. Có những người Chúa đặt họ ở hội thánh nhỏ, nhưng vì hội thánh nhỏ không có đủ tài chính để nuôi họ, thế cho nên họ muốn đi gia nhập vào một hội thánh khác để có sự hỗ trợ lớn hơn. Họ có thể làm công việc của mình nhưng không nhận được phần thưởng của Chúa, bởi vì không ở chỗ Chúa bảo ở và làm phần việc mà Chúa bảo làm. Anh chị em ạ, hãy nhớ rằng chúng ta nhận phần thưởng nhờ sự trung tín làm công việc Chúa bảo chúng ta làm, chứ không phải làm cái mình thích làm. Chúa kêu gọi chúng ta là người cầu nguyện cầu thay, hãy tập trú vào cầu nguyện cầu thay. Đừng có xen vào công việc của người khác. Chúa kêu gọi mình là người làm bếp để nấu ăn cho anh chị em trong hội thánh. Hãy tập trung vào việc đó, nấu cho thật tốt, làm cho thật ngon. Chúa kêu gọi mình làm người đánh đàn để cho người khác hát. Có thể là người ta sẽ không biết mình ở đâu, máy quay sẽ không nhìn thấy mình là người đánh đàn mà chỉ nhìn thấy người hát ở giữa thôi. Hãy nhớ rằng dù cho người ta không nhìn thấy mình đánh đàn, nhưng mình cứ trung tín trong việc của mình sẽ được phần thưởng từ nơi Chúa, chứ không phải là người ta không nhìn thấy mình phải nhảy ra chỗ nào để cho người ta nhìn thấy thì lúc đó mình mới nhận được phần thưởng từ nơi Chúa.
Nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta đang kiếm cái danh từ nơi thế gian, và Chúa nói rằng là người nào nhận phần thưởng ở đời này sẽ mất phần thưởng từ nơi Chúa. Chúng ta tìm kiếm phần thưởng đời này, chúng ta sẽ mất phần thưởng từ nơi Chúa. Hãy trung tín trong việc mà Chúa giao chúng ta làm. Galati đoạn 2 câu 7 câu số 8. Galati đoạn 2 câu 7 đến câu số 8. Trái lại, họ thấy sự giảng tin lành cho kẻ không chịu cắt bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng tin lành cho người chịu phép cắt bì đã giao cho Phi-e-rơ vậy. Vì Đấng đã cảm động trong Phi-e-rơ để sai người làm sứ đồ cho kẻ chịu cắt bì cũng cảm động trong tôi để sai tôi làm sứ đồ cho dân ngoại. Hai nhân vật rất nổi tiếng là Phi-e-rơ và Paulo. Chúng ta thấy cái họ có biết cái nhiệm vụ của mình không? Hai người này là người vô cùng là được sự sức giàu, được ơn, được quyền phép, được ân điển lớn lao từ nơi Chúa, nhưng họ có biết cái ưu tiên của họ không? Họ biết cái sự kêu gọi của Chúa cho họ hay không? Hay là việc gì họ cũng vơ vào mình? Ở đây Phaolô nói rất rõ. Phaolô biết ông được kêu gọi cho dân ngoại, còn Phi-e-rơ thì cũng biết ông được kêu gọi làm sứ đồ cho người Do Thái, cho nên không có ai cạnh tranh với ai gì cả. Mỗi người đều nhận biết cái sứ mạng Chúa giao. Điều tệ hại nhất ngày hôm nay đó là mình đang làm việc này và nghĩ rằng cái việc người ta mới là việc đáng làm, chứ còn cái việc mình đang làm đấy không phải là việc đáng làm. Nếu chúng ta không trung tín trong việc của mình sẽ không bao giờ nhận được phần thưởng từ nơi Chúa đâu. Phải biết được sự kêu gọi của Chúa cho mình là gì. Chúa kêu gọi cho mình là cái gì, chứ không phải là mình thích cái gì. Và nhiều khi Chúa kêu gọi mình làm những việc mà thực sự là xác thịt mình không hề thích một chút nào. Paulo rất rõ về sự kêu gọi của Chúa cho ông, cho nên ông không có tập trung nhiều để giao giảng cho người Do Thái. Ông có giao giảng cho người Do Thái nhưng mà đấy không phải là ưu tiên hàng đầu trong chức vụ của ông. Phi-e-rơ cũng có giao giảng cho người ngoại bang nhưng không phải là ưu tiên hàng đầu trong chức vụ của ông. Phi-e-rơ tập trung cho hội thánh ở tại Jerusalem và tại đất nước Israel thôi. Còn Paulo thì tập trung cho hội thánh ở ngoài đất nước Israel. Sự kêu gọi rất rõ ràng, họ biết và họ tập trung cho sự kêu gọi của mình. Ai được ơn nào tập trung cho ơn đó. Người nào được ơn truyền giáo tập trung cho truyền giáo. Người nào được ơn chăm sóc tập trung cho chăm sóc. Người nào được Chúa ban cho khả năng làm ra tài chính tập trung mà dâng hiến tài chính. Đừng có ngồi mà xỉa xói nhau. Việc của mình làm thật tốt, mình sẽ nhận được phần thưởng từ nơi Chúa. Tôi đi truyền giáo ở nước ngoài, có người bình luận những cái câu như này: ở Việt Nam còn chưa truyền giáo hết thì đi nước ngoài làm cái gì? Tôi chỉ hỏi lại một câu là tôi có lấy tiền của anh để tôi đi truyền giáo ở nước ngoài không? Tôi có lấy tiền của hội thánh anh không để tôi làm việc đấy không? Mà anh dỗi hơi thế anh ngồi đi bằng bình phẩm việc của người khác, anh đã làm tốt công việc của mình chưa? Xin thưa anh chị em nhé, những người nào mà có cái bình phẩm tiêu cực, xin hãy trả lời một cách không cần lịch sự như vậy đối với những người đó cho tôi. Có rất nhiều người họ không tập trung làm công việc của họ nhưng họ thích ngồi mà nói những chuyện của người khác. Chúa có bảo chúng ta là đem tin lành đến tận cùng trái đất không? Thưa anh chị em, rất nhiều người, đừng nói là chỉ tín đồ nhé, tôi đang nói có rất nhiều người mang cái chức danh mục sư đấy nhưng cái mồm của họ không đáng tin đâu. Nếu như họ mang tinh thần của thế gian vào, mang tinh thần của xác thịt của ma quỷ, đừng không cần phải nể những người đấy làm gì. Cho họ biết ngay anh đã làm tốt việc của anh chưa mà anh bình phẩm về việc của người khác. Đừng đến nhà người khác và bình phẩm việc của người khác. Đừng ngồi đấy mà chỉ cái chức vụ người khác. Anh làm tốt công việc của anh đi.
Bởi vì anh không nhận phần thưởng nhờ cái việc đó đâu, anh nhận phần thưởng nhờ cái việc anh làm tốt công việc của mình. Cái người làm việc thực sự thì không bao giờ có thời gian để bình phẩm công việc của người khác. Còn nói những cái người mà hay ngồi bình phẩm về công việc người khác là những người dỗi hơi, người lười biếng mới làm những công việc như vậy. Còn đầy tớ thật của Chúa họ không có thời gian đi bình phẩm về công việc của người khác. Đọc Kinh Thánh xong cầu nguyện. Cầu nguyện cho gia đình, cầu nguyện cho đất nước, cầu nguyện cho hội thánh. Đi truyền giáo, học hành, phát triển cá nhân. Bao nhiêu công việc làm không xuể, lấy đâu ra thời gian để đi bình luận người khác. Thậm chí tôi xưa thì xin thưa anh chị em là có rất nhiều lời bình phẩm về tôi còn để hết ngoài tai vì không có thời gian để suy nghĩ đến nó. Nhưng con cái tín đồ nói với tôi, mục sư ơi, người ta nói xấu về mục sư. Người ta càng nói xấu về tôi thì tôi càng thêm lên sự sức dầu, không phải quan tâm đến cái lời nói xấu của người khác làm gì. Còn một điều chắc chắn rằng tôi không bao giờ có thời gian để suy nghĩ về công việc của người khác, về chức vụ người khác. Anh làm cái gì đấy là việc của anh. Tôi không dỗi hơi mà bình phẩm công việc của anh. Còn nếu anh mà ngồi mà bình phẩm công việc của chúng tôi, hội thánh của chúng tôi đấy, xin thưa rằng anh đã làm tốt công việc của mình chưa? Anh làm việc này có gây dựng thân thể của Đấng Christ không? Hãy trả lời cho họ biết điều đó. Mỗi một người một nhiệm vụ. Chúa ban cho chúng ta, mình phải biết được Chúa kêu gọi mình làm gì. Cái người trông xe cho hội thánh cũng rất là quan trọng. Cái người quét nhà cho hội thánh cũng rất là quan trọng. Chứ không phải là mình quét nhà rồi mình cứ lầm bầm sao không ai đến sớm để mình quét nhà, xong mọi người nhóm xong rồi về hết, chẳng ai chịu ở lại mà quét nhà. Chúa giao cho chúng ta nhiệm vụ gì, chúng ta hãy tập trung làm tốt nhiệm vụ của chúng ta. Ephesos đoạn 4 câu 11 đến câu 12, chúng ta xem câu Kinh Thánh này. Ấy chính Ngài cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn với công việc của chức tịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ. Cho đến chừng chúng ta thấy đều hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Kinh Thánh nói như vậy. Đức Chúa Trời ban cho bao nhiêu chức vụ, ít nhất là 5 chức vụ được liệt kê ở trong Ephesos. Chúng ta đọc trong sách Roma thì còn có nhiều chức vụ khác nữa được liệt kê. Nhưng mà Chúa ban cho mỗi một người một chức vụ để làm gì? Để giúp đỡ cho hội thánh được trưởng thành, được lớn lên, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Hội thánh ngày hôm nay đã được như vậy chưa? Thế thì trách nhiệm của những đầy tớ thật của Chúa là gây dựng thân thể của Chúa. Nên mỗi người một nhiệm vụ với một mục đích chung là gây dựng hội thánh, gây dựng thân thể và cứu những linh hồn hư mất, thì tập trung cho điều đó thôi. Cứ ông nào, bà nào mà cứ ngồi xong rồi nói hết người này người kia, xin thưa anh chị em là dập tắt câu chuyện nhanh chóng, đứng dậy. Nếu như người đó không dừng lại thì mình xin phép đứng dậy đi làm việc khác, để cho người đó xấu hổ mới biết một điều rằng ngừng ngay những cái lời bình phẩm vô bổ đi. Mà nếu như chúng ta cứ ngồi với những người mà cứ hay bình phẩm những câu chuyện vô bổ đó, sớm muộn gì mình cũng bị lây, vì điều xấu nó lan ra như men. Tôi nói điều này một cách nghiêm túc vì trong chức vụ của tôi đã phải rút ra một cái kinh nghiệm, một điều rằng khi mà mình nể một số tín đồ thì họ sẽ lan ra cách kinh khủng, sẽ hủy diệt rất nhiều người trong hội thánh. Một cái kinh nghiệm xương máu của tôi trong chức vụ. Để tôi nói với anh chị em rằng đối với những con người có tinh thần tiêu cực, đừng nể họ một chút nào hết. Đứng dậy bước đi, kể cả đó là mục sư và hội trưởng chăng nữa. Tôi nói điều này để tôi nói với anh chị em rằng có nhiều mục sư được gọi là hội trưởng, họ mặc lấy tinh thần của quỷ Satan, đăng những tin cực kỳ là tiêu cực ở trên Facebook, chửi rủa những đầy tớ Chúa khác ở trên Facebook, nói những điều tiêu cực trên Facebook, mồm họ bẩn cực kỳ. Vậy mà cũng có những người ngồi nghe họ giảng, đi theo họ.
họ là những người dỗi hơi. Thưa anh chị em, một người thật của Chúa, chúng ta không có thời gian để làm những công việc đấy. Mình tập trung vào việc gây dựng hội thánh, rao giảng phúc âm đã hết ngày rồi, học hỏi, trang bị cho mình những kiến thức, những kỹ năng để càng ngày mình càng phục vụ Chúa một cách tốt hơn. Thời gian nào mà mình đi mình nói những cái chuyện không ích lợi gì cho người nghe. Học đàn guitar, học đánh được đàn guitar, học thêm organ piano, học biết được organ, học thêm trống. Làm sao mình đi có thời gian để mình làm việc khác nữa, mình thời gian mình nói chuyện lung tung nữa. Đọc kinh thánh, hết đọc kinh thánh, đọc sách đồ linh, đọc xong sách đồ linh nghe bài giảng. Nghe giảng xong lại vào cầu nguyện. Cầu nguyện xong lại đi ra làm chứng, đã hết ngày chưa? Công việc lúc nào tôi cũng cảm thấy công việc ngập đầu. Không thể mà có thời gian cho những cái việc vô bổ nữa. Cho nên chúng ta nhớ một điều rằng các chức vụ thật đấy, người ta không tấn công nhau đâu. Những mục sư thật, những sứ đồ thật, những tiên tri thật, người ta không tấn công nhau đâu. Còn những người mà người ta cứ ngồi để bình phẩm hết với ông này đến bà kia đó, đấy là những kẻ đội danh các chức sắc để mà hủy diệt hội thánh. Và các tín đồ, rất nhiều tín đồ không biết kết bạn rồi cũng hùa theo, cũng bình vào vào những cái lời ở dưới Facebook là điều cực kỳ nguy hại. Và tôi cũng đã từng tình cờ mà theo dõi được những người như thế, và tôi thấy rằng chỉ có một lời đăng tiêu cực thôi là một loạt những lời bình phẩm tiêu cực ở phía bên dưới. Tôi nói với tất cả anh chị em là tín đồ của chúng tôi, Hội Thánh Syndicate, đừng bao giờ như vậy. Với những người như đó, hủy kết bạn Facebook của tôi, đừng kết bạn Facebook của họ làm gì cả. Họ gọi điện, bye bye, và không phải bye một lần, bye bye forever. Vĩnh biệt luôn những người đó đi, để cho tâm trí mình được thảnh thơi nghĩ tới những điều tích cực, tập trung việc mình cần phải làm, gây dựng thân thể của Chúa, xây dựng cho hội thánh, mở mang vương quốc của Chúa. Mình đang làm, có thể một người nào đó trong hội thánh có tinh thần tiêu cực, người ta đến người ta lại bình phẩm trong người cô làm đổ mồ hôi như kia, mà cái người kia cứ nhởn nha nhởn nhơ không có làm việc gì. Hãy trả lời lại với người đó: chị ơi, tôi có thuê chị, tôi có nhờ chị khóc thuê hộ tôi không? Chúng ta cũng biết một điều rằng là rất nhiều người bên cạnh chúng ta là những người trong hội thánh, là những người quỷ Satan nó thuê để làm gì? Để mà gieo rắc tinh thần tiêu cực, tinh thần lằn mằn vào chúng ta không? Hãy trả lời những người đó: tôi có nhờ chị khóc thê cho tôi không? Tôi có kêu ca gì công việc tôi làm mà chị phải nói như vậy? Tôi đang rửa bát và tôi vẫn cảm rất là vui vẻ với công việc của mình làm, tôi làm cho Chúa. Còn người ta kêu ca đấy là việc của người ta. Tôi có nhờ chị để thuê chị, trả tiền cho chị để chị khóc thê cho tôi không mà chị phải ra nói với tôi những điều như vậy? Khi chúng ta dám trả lời như thế, đối đáp như thế với những người như vậy, thì họ sẽ câm miệng lại và họ sẽ không nói những cái điều tiêu cực với chúng ta lần tới nữa. Các anh chị em tín đồ có hiểu điều tôi nói không? Nếu như hội thánh mà lan ra điều tiêu cực đó, mà chúng ta không biết cách ngăn chặn đó, thì hãy cẩn thận. Mình cũng có khi rơi vào bẫy của ma quỷ và trở thành cái công cụ để lan tỏa những cái điều tiêu cực, những cái điều lầm bầm, những cái điều kêu ca trong hội thánh. Trong khi mình đang phục vụ Chúa, tự nhiên người ta cứ đến kêu ca. À, người ta kêu ca sao về chị phục vụ mà chẳng ai quan tâm. Rồi người ta kêu ca sao mục sư không đến thăm viếng, sao ban thăm viếng này không đến thăm. Tôi nhờ người này cầu nguyện, tôi nhờ người kia đến làm chứng mà chả ai đến làm chứng. Nếu chúng ta không biết đối đáp một cách cương quyết, cái tinh thần đấy có thể vào trong chúng ta và chính mình lại trở thành một nạn nhân, mình lại đi kêu ca với những người khác nữa và chúng ta mất phần thưởng từ nơi Chúa. Giăng Baptít được kêu gọi để chuẩn bị cho đấng cứu thế. Khi đấng cứu thế đến, ông nói: kìa mới là chiên con,
kia mới là đấng Messiah, còn tôi không phải. Ngay lập tức có hai môn đồ bỏ răng bắp tít mà đi theo đấng Messiah đó. Răng bắp tít không buồn một chút nào. Đó là chức vụ thật đấy. Vì răng biết một điều rằng phần việc của ông là chuẩn bị để kéo mọi người đến với Đấng Christ, chứ mà kéo mọi người đến với mình. Các tín đồ ở hội thánh của tôi có thể nói tốt về mục sư của hội thánh khác. Đừng nghĩ rằng quý vị nói tốt về mục sư của hội thánh khác là tôi sẽ chạnh lòng. Anh chị em thấy một mục sư nào tốt hơn tôi ở điều gì cứ ca ngợi trước mặt tôi. Mỗi một người một phần việc anh chị em nha. Không ai là làm được tất cả mọi việc đâu. Không có một hội thánh nào trên trái đất này mà có thể làm được tất cả mọi việc Chúa giao đâu. Tất cả các hội thánh hợp lại với nhau thì mới có thể hoàn thành đại mạng lệnh của Chúa. Tất cả các chức vụ hợp lại với nhau. Một giáo hội nào, một tổ chức nào, một mục sư nào mà có một cái tư tưởng gọi là tư tưởng tôi xin lỗi là tôi chưa tìm được cái từ phù hợp, tức là nghĩ rằng là cái giáo hội mình mới là number one đấy, mới là đứng số 1 đấy, cái tổ chức của mình mới number one, mới là số 1 đấy, thì hãy cẩn thận, đừng bao giờ tham gia vào những cái tổ chức và những cái hội thánh như vậy. Bởi vì những tổ chức hội thánh như vậy họ không hướng người ta đến Chúa Giêsu, người ta kiểm soát tín đồ. Công việc của chúng ta không phải là kiểm soát các tín đồ và xây dựng hệ thống cho nó lớn, cho nó lành mạnh, cho nó to lớn mạnh mẽ, mà công việc của chúng ta là mở rộng vương quốc Đức Chúa Trời, gây dựng thân thể của Đấng Christ. Mà thân thể của Đấng Christ là một thân thể chung, chứ không phải chỉ là giáo hội của chúng ta. Vừa rồi tôi đi sang Malaysia, đi một chuyến vào tháng 4 vừa rồi, theo như cái chuyến đi thường niên. Một người là phụ trách cho chức vụ Việt Nam, một người Malai phụ trách cho chức vụ Việt Nam trong rất là nhiều năm, mấy chục năm. Tôi biết người này đã 20 năm, hơn 20 năm, và người này đã phục vụ cho người Việt Nam hơn 20 năm. Và công việc của người này đó là kết nối hội thánh địa phương với hội thánh Việt Nam để chinh phục người Việt Nam cho Chúa, từ cái thời điểm của nhiều công nhân cho tới bây giờ là thời điểm của những chuyên gia đến những cô dâu ở đó. Người đã nói cho tôi một câu chuyện như thế này, tôi tường thuật lại cho anh chị em để chúng ta rút ra một bài học. Có một tổng hội trưởng của Việt Nam đến đó và nói, tôi xin lỗi tôi không nói tên, đến đó và nói với cô đấy rằng là chúng tôi chỉ làm việc với giáo cùng giáo hội đó thôi. Thì người đó mới nói lại thẳng rằng xin lỗi mục sư, chúng tôi có tư tưởng của nước trời chứ không phải tư tưởng của giáo hội. We have a kingdom mindset, not church mindset. Ở đây chúng tôi làm việc với tất cả các giáo phái, các hội thánh. Một giáo sĩ làm việc cùng thời điểm với tôi, bây giờ giáo sĩ đấy đã qua đời về với Chúa, là người của cái giáo hội đó cử đi. Người đó nói chuyện với tôi một điều như thế này, đó là giáo hội đó đi sang bên Malaysia nhận chỗ này là của tôi, chỗ này là của tôi. Trong khi đó anh chị em biết không, khi chúng tôi phục vụ Chúa ở bên Malaysia, tôi này cùng với cái người giáo sĩ đã qua đời và nhiều giáo sĩ khác, tất cả chúng tôi đều có một cái tư tưởng rất là giống nhau, ít nhất là những người tôi biết, đó là chúng tôi không xây dựng giáo phái và hội thánh. Trọng tâm của chúng tôi là cứu người, chứ chúng tôi không phải khuếch trương hội thánh và đến đấy để xí chỗ, chỗ này là hội thánh này của tôi, chỗ kia là hội thánh của tôi.
Và sự thật là tôi xin hỏi tất cả anh chị em, từ những mục sư và những hội thánh lớn, đã hội thánh nào bỏ tiền ra để tài trợ nuôi người những người giáo sĩ như chúng tôi phục vụ Chúa ở bên Malaysia chưa, mà đến đó mà dám xí chỗ và nói rằng là chỗ này là của chúng tôi và chúng tôi chỉ làm với những người cùng giáo phái của chúng tôi. Trong cái đó những ngày chúng tôi, bản thân chức vụ của tôi phục vụ Chúa ở đó, anh chị em biết không, một mình chức vụ tôi, một hội thánh ngũ tuần, hai hội thánh trưởng lão, chung tiền, chung sức, chung người đến để hỗ trợ cho một chức vụ của tôi. Chưa nói đến các hội thánh khác. Người ta có một, có khi có một hội thánh sử dụng, cung cấp địa điểm, một hội thánh khác cung cấp một chút tiền, một hội thánh khác cung cấp một chút tiền, một hội thánh khác cung cấp cái xe, một hội thánh khác cung cấp người để hỗ trợ giúp đỡ cho người Việt Nam. Vậy mà đã có hội thánh nào, giáo phái nào ở Việt Nam cung cấp được một chút tiền nào để cung cấp cho giáo sĩ chưa? Mà đến đó tuyên bố những lời đầy kiêu ngạo và đầy tinh thần giáo phái như vậy. Quay trở lại đây thì tôi nói với anh chị em rằng, hãy nói như Phaolô, đừng có nói rằng tôi thuộc về Apollo, tôi thuộc về Phaolô. Đức Chúa Trời dùng chúng ta mỗi người một thời điểm khác nhau, mỗi một hội thánh một thời điểm khác nhau để gây dựng cho chúng ta trưởng thành và gây dựng cho hội thánh các trưởng thành. Đừng ngồi so sánh và đừng nói cái này của tôi, cái này của anh, cái này của tôi, cái này của anh, tất cả đều là của Chúa. Bây giờ tôi hỏi anh chị em, nếu như có một hội thánh được thành lập thì công lao đó là của ai? Mình nói công lao là của mình cũng đúng. Nhưng để cho hội thánh đó được thành lập thì phải có người đi làm chứng. Thì cái người làm chứng có góp công được không? Người làm chứng có thể nhận công của mình được không? Cũng đúng. Nhưng mà để cho cái người làm chứng đấy làm chứng có hiệu quả thì đã biết bao nhiêu người cầu nguyện cho người dân ở tại nơi đó được mở lòng ra. Trước khi mình đến làm chứng thì đã có bao nhiêu lời cầu nguyện đến rồi. Bây giờ những cái người cầu nguyện này có thể nhận công cho mình không? Cũng được, không sao. Nhưng nếu chúng ta chỉ nói rằng đấy là công của một mình thôi thì hãy cẩn thận. Vì dù chúng ta thành lập được hội thánh thì cũng có người làm chứng, có người làm chứng là nhờ có người cầu nguyện, có người cầu nguyện, có người phát tài liệu, có người phát tài liệu, có người dâng hiến để mua tài liệu, có người dâng hiến mua tài liệu lại phải nhờ có một người nào đó để quyên góp tiền để cho mọi người dâng và in. Cho nên không có một cái gì nói là thuộc về tôi hết, bởi vì tất cả mọi công việc mọi người làm dù đóng một góc nhỏ nào đó trong công việc của Chúa đều hoàn thành nên là bức tranh lớn, đều hoàn thành cái sứ mạng lớn lao, đó là cứu những linh hồn hư mất và xây dựng hội thánh của Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 3 câu số 6, Phaolô nói rằng tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Hãy nói như vậy, tôi làm phần việc của tôi và tôi được phước, tôi sẽ về với Chúa và tôi nhận phần thưởng từ nơi Chúa. Còn nếu anh làm phần việc của anh sẽ được phước và anh nhận phần thưởng của anh. Tất cả chúng ta đều có công hết, tất cả chúng ta đều được phước từ nơi Chúa và đều nhận phần thưởng từ nơi Chúa. Anh nói cái này công của anh cũng đúng, tôi nói của tôi cũng đúng, và chị nói của chị cũng đúng. Tất cả mọi người đều cùng với nhau xây dựng vương quốc của Đức Chúa Trời. Cho nên chốt lại, đó là gì? Chúa kêu gọi bạn làm gì? Chúa kêu gọi anh chị em làm cái gì? Chúa có kêu gọi chúng ta giống như là David chỉ việc gom gạch hay không? Chúa có kêu gọi chúng ta như Giăng Báp-tít chỉ việc dọn đường hay không? Nếu Chúa kêu gọi chúng ta như Solomon để xây đền thờ, nếu Chúa kêu gọi chúng ta để đứng hàng đầu, đứng trước ống kính tạ ơn Chúa, Chúa kêu gọi chúng ta ở sau ống kính tạ ơn Chúa, Chúa kêu gọi chúng ta ở trong cái chỗ nhiều người biết đến tạ ơn Chúa, Chúa kêu gọi chúng ta ở chỗ không ai biết tới cũng tạ ơn Chúa. Cái người tệ hại nhất là như này này, cái người mà làm việc âm thầm á, cái làm việc ở những cái chỗ không phải âm thầm mà làm việc ở những cái chỗ không ai biết tới đó, thì bắt đầu chỉ trích cái người đứng trước ống kính, và là cái anh này cái cô này chỉ thích đứng trước ống kính thôi.
Tôi đã nói với anh chị em rằng tập trung cho công việc của mình làm. Chúa kêu gọi mình làm cái gì, hãy tập trung cho công việc của mình làm và làm cho thật tốt vào. Vì chúng ta được nhận phần thưởng nhờ trung tín làm công việc Chúa bảo, chứ không phải là làm công việc mình thích làm. Mình không xây dựng được cho người khác, không khích lệ được gì cho người khác, thì tốt hơn hết là giữ cái mồm cái miệng lại. Và một điều tôi nhắc lại cho anh chị em, nếu như có một người nào đến mà có tinh thần tiêu cực đối với chúng ta, mà trong tâm linh mình nhận thức là tiêu cực, hãy đứng dậy và bước đi ra khỏi chỗ đó. Nếu như mà tiếp tục cần thiết, không cần phải lịch sự với người đó, hãy trả lời cho họ rằng: anh ơi, chị ơi, tôi có thuê chị để khóc mướn cho tôi không? Nếu người ta cứ kêu ca với mình về người khác này, gọi là mang tinh thần khóc mướn, hãy nói thẳng: chị ơi, tôi có thuê chị khóc mướn cho tôi không? Chị không nói được cái lời gì tốt gây dựng thì thôi, chị đừng nói nữa, tôi vui vẻ với công việc của mình đang làm. Amen. Xin lỗi tất cả những mờ sờ, những mục sư hay là những sứ đồ hay tiên tri gì cũng vậy, phải sống theo tinh thần của Chúa, tinh thần của Phaolô, chứ không phải là tinh thần của thế gian. Không có cạnh tranh nhau, ai làm việc gì thì làm, tập trung tốt vào công việc của mình, không có phàn nàn, không có kêu ca, không có oán trách gì cả. Tất cả chúng ta đều gây dựng thân thể của Chúa và cứu những linh hồn vô mất, đó là ưu tiên trong cuộc đời của chúng ta. Anh em chúng ta cùng nhắm mắt cúi đầu cầu nguyện. Tôi muốn mỗi người chúng ta dành thời gian cầu nguyện. Có ai trong chúng ta không thỏa mãn với cái việc Chúa giao hay không? Có ai trong chúng ta làm công việc cho Chúa mà mình cứ kêu ca, mình phàn nàn, mình nói với người này trách với người kia không? Hãy cẩn thận, nó có khi mình mất phần thưởng từ lâu rồi. Mình tưởng mình mất phần thưởng, nhưng cái phần thưởng nó đã bị xóa khỏi sách của Chúa từ lâu rồi đấy. Còn đây là cái thời giờ mà tôi muốn anh chị em chúng ta suy nghĩ lại. Tôi sẽ bật nhạc nhẹ để cho anh chị em chúng ta có cái khoảng không gian sâu lắng, để xin ban kỹ thuật đi. Tôi sẽ cầu nguyện trước, sau đó tôi sẽ kết thúc và ban kỹ thuật ở bên kia sẽ bật nhạc 5 phút để cho mọi người tự cầu nguyện với nhau. Sau 5 phút thì có một người sẽ đại diện, sau đó chúng ta sẽ kết thúc. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Chúa dùng lời của Ngài để rửa sạch mỗi chúng con ra khỏi những tư tưởng, những hành vi không đẹp lòng Chúa. Chúa kêu gọi chúng con làm việc gì, chúng con tập trung vào việc đó. Và Chúa kêu gọi chúng con làm người dọn đường, chúng con sẽ vui vẻ trong công tác của người dọn đường. Chúa kêu gọi chúng con là người nhiều người biết mặt biết tên. Chúng con tạ ơn Chúa, chúng con xin Chúa giúp đỡ chúng con để tất cả vinh quang đều tập trung về Ngài và ích lợi cho thân thể của Chúa, cho những linh hồn mất. Không một điều gì là dành chỗ cho xác thịt. Chúa giúp đỡ cho anh chị em tất cả chúng con, tất cả các hội thánh đều được thánh hóa trong đời sống của mình, trong lối sống của mình, để vinh hiển thuộc về Chúa cho đến mãi mãi, trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Anh chị em chúng ta xin hãy bật nhạc nhẹ để cho mọi người có thời gian cầu nguyện riêng và tự tra xét tấm lòng của mình trước Chúa và tự hướng tâm đến với Ngài.
Bạn đừng quên ấn subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những phần cầu nguyện và bài giảng khác được đăng trên đó.